Rồi, hello các bạn, tôi Vinh Trần Si của mình tiếp tục là video mới nha. Hôm nay mình sẽ đi phần Robot One và để tiếp tục mình sẽ đi phần Chapter 3 nha các bạn. Sử dụng trang phục là Skinny Cup Custom. Rồi mình sẽ đi dòng Level 1 nha. Bắt đầu video đầu tiên về phần Chapter 3. Rồi, đầu tiên mình sẽ thả video to ra, di chuyển con Bolitter áo xanh này. Đó, thế là chúng ta đã di chuyển thành công nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua dòng thôi các bạn. Nó dòng Level 1 này rất là dễ nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ đạt được Buffet. Ở phần này chúng ta sẽ sử dụng là Yukun nha các bạn. Ok, giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi dòng Level 2. Đó, dòng này là có một Buffet này theo mình nha. Bây giờ mình sẽ đi vào trong nhà đi ăn cắp vàng. Đó, mình sẽ lấy cái người nghèo chia cho người giàu các bạn. Ok. Rồi, đặt đây, sau đó thả Windows to ra. Rồi, chắc chắn sẽ nhử được con Bolitter áo xanh này ra ngoài. Và dịch chuyển ngóng. Bây giờ mình sẽ lên đây tiếp tục dịch chuyển Bolitter áo xanh luôn các bạn. Đó, mình sẽ đứng đây và mở cửa đặt ngang cái chỗ cái cổng này. Ok, sau đó chúng ta sẽ thả Windows to vô. Rồi, chắc chắn ông sẽ đi tới và dính vô các bạn. Rồi, thế là chúng ta đã thành công. Bây giờ mình sẽ kết thúc phần bình luận tại đây. Thank you các bạn đã sự ủng hộ con Vinh Trần Si của mình. Ok, thank you các bạn đã you
Thank you.